hãy đưa Stacy đến trường mẫu giáo. Mẹ. Stacy, dậy đi Stacy. Dậy nhanh, đi nào. Tỉnh dậy đi Stacy, nhanh nào. Chúng ta ngủ quên rồi, sẽ trễ học mất. Nhanh dậy đi mẫu giáo nào. Nhanh lên con. Ồ, làm gì giờ, dậy đi nào. Nhanh đi con yêu, đừng ngủ nữa. Thôi nào, thôi nào. Con quên cho kem đánh răng vào rồi này. Đừng ngủ nữa Stacy, tỉnh dậy đi nào con gái yêu, đừng có ngủ nữa. Được rồi, ăn sáng nào, ăn nhanh lên, nhanh lên. Đây là giờ ăn mà Stacy, nhanh lên nào, nhanh lên. Stacy, giờ con mặc trang phục nào đây? Con mặc gì nào? Nói nhanh lên. Con không biết, mẹ hay chọn cho con. Thật xinh không, đẹp. Vậy thế này. Ừ, chải tóc cho con đi ba. Có gì đó không ổn rồi con à. Giờ ba nên làm gì đây? À, cái này hợp với con hơn nè. Xuất sắc luôn. Yes. Chúng ta bị trễ chắc rồi con à. Bên này đi ba. Đi thôi. Đúng vậy, nhanh nào. Xong rồi, sẵn sàng chưa Stacy? Giữ lấy nè. Thôi nào Stacy, tỉnh dậy mau. Đi học thôi nào, nhanh lên. Tỉnh dậy đi Stacy, nhanh lên. Stacy ơi, con bị trễ học mẫu giáo mất rồi, tỉnh dậy đi nào, nhanh lên. Được rồi, trễ mất rồi, vậy thì cùng chơi thôi. Đi nào. Đi nào. Oh yeah.